Thương tâm Bình Dương, mẹ già 82 tuổi bị chó pitbull con gái nuôi tập ra đi mãi mãi chỉ vì một câu nói. Được biết, nạn nhân là bà DTV, sống cùng con gái tại ngôi nhà trên đường Thống Nhất, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo điều tra ban đầu, con gái của nạn nhân là chờ TT thở, 44 tuổi, có nuôi một chú chó gồm pitbull. Vào khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 5, con gái nạn nhân dẫn con chó pitbull ra ngoài cho ăn. Lúc này bà V đang nằm trên võng, cách vị trí chó khoảng 15 mét có nói vọng ra. Chó pitbull giật mình mất kiểm soát chạy đến điên loạn vào vùng đầu của bà V. Do lớn tuổi nên khi bị con chó pitbull tác động, bà V không thể bỏ chạy. Con gái của nạn nhân có mặt tại hiện trường cũng can ngăn kéo chó đi nhưng không thể ngăn được việc chó pitbull mất kiểm soát dẫn đến sự ra đi thương tâm của bà V. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an thành phố Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường,